And I can't wait so we can break apart the hit me if I seem a little unimpressed with this. An antisocial pessimist, but usually I don't mess with this and I know. Ok, thì xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Vũ Lít và chào mừng các bạn đã đến với phần tiếp theo của Minecraft Pixelmon 5.0.3. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái series này thì các bạn đừng quên bỏ lại một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nhá. Ủa, từ rất là lâu rồi bây giờ mình mới gọi là giới thiệu một cái nó hay ho như thế vậy và nó đúng đắn và gọi là chất lượng như thế này. Đấy thì các bạn đừng quên bỏ lại một like nhé. Và mình xin thông báo cho các bạn một cái tin mừng là nếu như tối nay các bạn muốn xem thêm một cái clip nữa thì Pixelmon hoặc Garden cũng được, thì các bạn hãy ấn nút like đi. Thì nếu tầm này đạt được đủ 4.000 like nhá thì 7 giờ tối nay mình sẽ úp thêm một cái clip mới. Đấy thì nếu mà anh em mà dáng chịu khó mà gọi là chịu đựng mà Vũ Lít thì các bạn có thể ấn like cho đến đủ 4.000 like thì 7 giờ tối nay mình sẽ làm clip mới cho các cậu xem. Đó, còn bây giờ thì mình sẽ phải tiếp tục cái hành trình của tập này. Thì như các bạn biết đấy, là ở tập trước thì mình đã bắt được một cái con Pokemon gọi là... À không phải, nhầm, mình đã thấy được cái sự xuất hiện của Pokemon biển khơi. Gọi là Pokemon... Pokemon đó là Pokemon gì ta? Pokemon biển khơi, Ocean Legendary. Nhưng mà thì... À, mình có một cái loại gọi là cái chuyển kinh nghiệm này, F xe này đấy. Cái này thì nó có công dụng là giúp để chuyển đổi kinh nghiệm này. Lapis Lazuli đấy. Một cái Lapis Lazuli có thể đổi ra thành một cái Power Blue Dye này. Thì chắc cái này cũng dễ làm nhờ. Ok, ráng đi các bạn. Con này nhìn cũng khá là kinh như này. Con này không biết là con chó gì đấy. À nhầm, không biết con này là con gì đây. Cấp 3-4 á, vậy chắc là Mofilo của mình đánh được nhờ. Thử test thử xem có đánh lại không. Thôi chưa chắc đánh lại được cho nên là mình sẽ thay Pokemon. Tức là mình, cái mục tiêu của mình ở tập này là tiến hóa con Mofilo này lên để cho nó thành cái con mình chọn con gì này. Mình chọn cái con gì nhỉ? Skyther à? Skyther. Mục tiêu của mình tập này là tiến hóa con Mofilo này để xem nó thành cái con gì, thành cái con ngộ không ấy, để cho nó chất lượng đấy. Bởi vì đã lâu quá rồi mình không có một cái con Pokemon cấp 3 rồi. Thì hôm nay mình sẽ thay bằng cái con gì bây giờ? Đây, động đất thần trưởng đây rồi. Ây da. Ôi. Vãi. Mày, ôi chết. Đừng nó đánh chết luôn là nhá. Ôi giời ơi. Thôi mày chán sống rồi đúng không? Mày chán sống, mày gặp Skyther là mày chán đời rồi đúng không? Ôi đừng. Gì mà ghê thế? Đừng có giết. Ôi thôi nó giết luôn Skyther của em rồi. Giờ cho Abox ra là Thunder Fang vào mồm nó. Chưa lên cấp các bạn ạ. Hello, đây có một em nữa này. Tao sẽ săn lùng tất cả những cái con Pokemon xuất hiện đây. Những con Pokemon gọi là nó có thể... Ây. Mày Kangaskhan này. Mấy con này nhìn nó bẩn quá mình không bắt. Nếu bạn nào thích thì các bạn có thể tải về và bắt nhá. Tải Pixelmon về và bắt. Thì nhiều bạn hỏi mình cái link tải Pixelmon thì mình sẽ cố gắng gọi là cập nhật cái link Pixelmon cho các bạn biết sớm nhất. Ô, bot đúng không nhỉ? Bot con mợ nó rồi. Từ từ. Nhanh lên. Về nhà hồi máu Pokemon rồi ra đánh boss nè. Trời, nhanh lên ông ơi. Nhanh lên, ông thông điệp tôi hai lần rồi, bây giờ ông ấy cho tôi một lần được tỏa sáng nào. Rồi ôi, đây rồi, boss đâu rồi. Em vừa mới thấy chị boss chị xuất hiện ngoài kia xong, không biết là chị đã biến mất chưa. Biến mất rồi thì thôi vậy. Mất rồi hay sao ấy các bạn ạ? Sao mấy con boss này biến mất nhanh thế nhở? Ê, con cáo trên đuôi level 33. Sao nó biến mất nhanh thế ta? Mình vừa mới thấy xong đã biến mất rồi. Mấy con boss này công nhận là khó bắt boss thật. Bảo sao mà các bạn ấy nói kiếm mấy con boss khó lắm. Phải đâu chuyện đùa. Di chuyển gì đấy? Như là chọn Pokemon để di chuyển gì đấy? À, học chiêu à? Beat Tết với cả Ember. Học Ember thôi chứ nhờ. Học Ember, yes. Giờ phải đánh với nó à? Flamewell nó. Cái gì đấy? Con Vũ Lít thì không đánh được nó à? Đờ phát cấp 14 nó đánh con cấp 33 của mình như con luôn. Ô kìa. Lửa nó. Ô kìa. Trời ơi. Đừng có để bố mày bắt mày nhá. Cho con 16 ra. Chắc mình sẽ bắt con Vũ Lít này quá. À thôi mà mình bắt lắm quá gì. Hình như Pokemon hệ lửa là nó không thể nào tác động vào người con này. Vậy thì mình phải dùng cái con bò thôi. Con bò này có chiêu gọi là thách đào rất là mạnh. Ô kìa. Đừng nói là chị ấy cần hết nhá. Chứ Pokemon lỗi rồi. Thôi chạy. Thôi con ghê quá. Đây mình sẽ bắt cái con này. Nhiều bạn kênh bắt con này thì hôm nay mình sẽ
bắt Pokemon cáo trên đuôi cho các bạn xem. Ok. Charabac. Ôi, đừng, nó chết luôn nhá. Chết luôn các bạn ạ. Vãi thật rồi, mày thích động đất đúng không? Mày thích ấy, động đất phải chết luôn rồi. Vãi cả nồi, thôi đi về thôi. Vừa mới thấy cái con boss đây đã chạy mất, vừa mới chạy ra cái đã mất luôn. Không thể tin được, thật là không thể tin nổi và không thể nào mà tin được là Pokemon ở cái trò này nó mất nhanh như thế. Mình đâu có ngờ nó mất nhanh như thế đâu. Nhưng mà thôi, mất rồi thì thôi, sao giờ? À bây giờ mình sẽ làm một cái đường thông đằng sau đi. Để cho nó kia cho nó nhanh. Tao sẽ phá nhà, à cháu sẽ phá nhà chú tiến sĩ ạ. Đấy, phá từ cái chỗ này ra để cho nó đi cho nó dễ. Tí có gì mà gặp boss thì đi đường này vào cho nó tiện. Chứ mất boss mấy lần rồi cũng hơi tiếc. Đâu nhỉ? Còn Pokemon nào nữa không? Đêm là Pokemon nó ra nhiều lắm các bạn ạ. Ơ thằng nào đây? Hello. 45 là mình không đánh được đâu. Nhìn là biết là đánh không lại rồi. Đi đường này dễ gặp mấy con boss lắm. Bắt được con boss đánh thì cũng ngon. Pokemon gì này? Ủa đây rồi. Thay động đất vào nha. Ui giời, Mofilo có lâu mới lên cấp các bạn ạ. Nhìn cái cây kinh nghiệm nó đây kia mà biết bao giờ mới lên cấp đây. Mấy con này nghe đồn là nó thích được động đất lắm. Được động đất lắm, hai hit là xong. Rồi tới em này nữa. Em lè lưỡi này. Cấp mấy đây nhỉ? 33 à? Thay. Mấy em này nghe đồn là thích. Ui. Sao nó tấn công này? Thích được động đất đúng không? Ấy chết rồi, nhầm chiêu. Con này chỉ có chiêu động đất là mạnh thôi. Mấy chiêu khác cùi lắm. Theo như là những gì mà mình được biết. Ý, con gì đấy? Ủa con cáo đẹp. Con chó sói này đẹp lắm này. Từ từ, mình sẽ thay một cái con đây vào động đất cho nó mấy cái. Ui đừng. Trời ơi, mạnh thế. Nó làm cái chiêu gì mà một hit chết luôn rồi. Chà là bạc. Mạnh đấy nhở. Đép cũng cao nữa, phòng thủ nó cao quá các bạn ạ. Chà là bạc. Mà sao nó không đánh con của mình ta? Một hit nữa rồi bắt. Ok, máu đỏ rồi anh em ơi. Bác Pokeball. Ula cha bôn. Bắt một Ula cha bôn cho nó dễ các bạn ạ. Như bạn nói là đi bắt Pokemon huyền thoại là cần phải mấy stack Ula cha bôn mới bắt được nó. Ghê vãi. Ok, bắt được con chó rồi. Bao giờ mình có được con Pokemon huyền thoại đây? Mấy con này không thèm đếm xỉa tới làm gì các bạn ạ. Ai đây? Cấp 25 mà mày nghĩ mày mạnh nhá. Họ đi. Cấp 25. Ui con này Pokemon thằng này toàn Pokemon tiền sử bạn ạ. Mấy ông tiến sĩ hình như là toàn Pokemon tiền sử rồi hay sao ấy. Nãy giờ mình gặp mấy từ mấy tập trước đến giờ mình gặp mấy Pokemon tiền sử là gặp mấy ông tiến sĩ là Weezy. Thunder Fang mày xong. Nãy giờ gặp bao nhiêu ông tiến sĩ là bấy nhiêu cái con Pokemon tiền sử luôn. Chắc là mấy ông tiến sĩ này là chuyên gia về cái khoản tiền sử, Pokemon tiền sử đây. Đi ngủ thôi, đi ngủ để hồi máu Pokemon. Đỡ phải chạy ra cái nhà kia. Ok các cậu ơi. Ok rồi, bây giờ buổi sáng rồi. Sáng hình như là tối nó mới dễ xuất hiện ra Pokemon huyền thoại hay sao ấy. Buổi sáng mình chả thấy có Pokemon huyền thoại bao giờ ấy. Tập hôm qua thì mình có thấy là nó spawn. Ê con gì đấy? Cái con ghé này spam kill cái chết luôn. Chắc là mình cũng cần phải bắt một con Pokemon bay. À không biết là con chuồn chuồn này nó có cho mình bay không ta? Để mình thử nhá. Ơ không đổi được Pokemon à? Ơ đủ đổi Pokemon lúc nào? Vậy là cái này nó không có giống như là cái mod kia rồi. Nó không có giống như mod không giống như mod 1.7.10 bởi vì cưỡi không nhỉ? Không cưỡi được các bạn ạ. Không cưỡi được con này. Mình tưởng con đấy cưỡi được. Nhưng mà không cưỡi được thì thôi. Ok. Một phê rỗi. Con Labrador rồi. Lên đây có nhiều Pokemon hệ cát này, đánh Pokemon hệ cát lên level cho nhanh. Quá là đen đủi luôn. Hai lần gặp boss Legendary mà không có cơ hội để đánh nó. Trước thì có cơ hội đánh nhưng mà đánh không chết. Thiếu một chút may mắn nhờ. Tập trước mà đủ may mắn là được rồi. Tập này mình sẽ tiến hóa con chim cha lên cấp 3. Đây rồi, thằng nào đây? Thằng này chắc là đổi, trao đổi hay là gì đây? Thằng chắc phải cấp 12 à. Thằng trẻ trâu này. Riêng thằng này không cần phải thay. Pokemon làm gì, cứ thế mà giết thôi. Cứ thế mà tàn sát thôi anh em ạ. Ê, thằng nào đây? Lại chơi đồ à? Đổi con ong lấy con bướm. Vãi. Đổi con ong lấy con bướm các bạn ạ. Trời ơi.
rồi ong lại bướm nó. Đã lúc mà mình phải đi bắt mấy con kia, ô đít, có con ô đít ở đây, ở đây có mấy con ô đít. Hello, con này có mấy đấy? Ui, 49 được đấy. Rồi, mày thích động đất đúng không? Đừng có nói mới vào nó cho hít chết luôn nhá. Động đất nó. Sợ động đất cái gần chết luôn. Động đất cái nữa. Rồi. Ngon canh cùng vũ lít. Con cấp 9 này thôi. Mày, con Rakitak gì em ấy? Ôi, ở đây rồi, ngựa lửa anh em ơi. Ponita hay là cấp 2 của nó ta? Ponita hay là mình nghĩ con này là con Ponita. Ponita mình có nên bắt không nhỉ? Thôi giết đi. Ponita nó cũng không cần lắm. Ui nó mạnh thế. Ponita này. Hiện tại mình cũng không không cần sử dụng con Ponita. Con Ponita chỉ là con cùi thôi. Ở đây có cây này, không biết thằng nào đã hái rồi. Mình đang cái gì đấy? Trời, con chim bé tí mà nó bay tiếng động dập trời các bạn ạ. Sợ vãi cả lều. Mình đang đi tìm đến chỗ gọi là đầm lầy ấy, để mình đánh mấy con kia để kiếm mấy cái tự động đập. Không biết là cái chỗ đầm lầy là chỗ nào. Cứ chạy đi, thể nào chả có đúng không? Mình thì dự định là bắt mấy con Pokemon chim cơ. Để có gì bay. Ô, một quả cầu. Berry là cái gì? Cassie Berry. Giống như ca sĩ Katy Perry. Sau đây xin mời ca sĩ Katy Perry lên trình bày một bài hát. Cấp mấy đây cưng? 27 được đấy, để cho tao luyện cấp cho Pokemon của tao. Ê à, cái gì đấy? Thằng tiến sĩ này. Ui kiếp. Ui chết. Vãi, nó giết con Pokemon của tôi rồi. Thunder Fang nó, một hit. Láo này. Láo nào. Ô con này có chưa hồi máu này. Con gì nhỉ, mình không thấy. À con chim bé tí kìa, con chim đỏ đỏ bé tí kìa, bạn thấy không? Thằng này đậu phộng đánh bao nhiêu hồi bấy nhiêu. Mày thích, mày thích đúng không? Thích hồi máu. Ơ, lại hồi. Mày sao? Thôi mình sẽ thay thay con khác đi, thay con bò vào đi, bò đấm cho đau. Take down nó một hit xong. Ui trời ơi, con này hồi chắc là tí, con này đánh con này xong được nhiều kinh nghiệm lắm ấy nè. Xong take down nó. Ok, đừng nói là không take down được con này nhá. Đầu đấy, Pokemon gì đấy, Pokemon hệ điện đúng không? Take down nó, mình đánh nó mình bị giật điện các bạn ạ. Take down nó. Xong chắc mình phải đi bắt một con chim thôi các bạn ạ, để có gì cưỡi nó bay đi cho nó tiện. Đây lại có một thằng cấp 28 ở đây. À thằng chơi đồ ạ. Ơ mình vừa đáp nó ra, có hiện ra gì nhỉ? Nó hiện ra hai cái đạn V với G là gì? The fuck. Mình xem ấn V G là cái gì nhỉ? Không biết nó vừa hiện lên cái trên cái minimap kìa. Thằng chơi đồ là thằng nào? Lại đổi, ô đổi cái con Rapista đấy, con Chrome. Con Chrome có mạnh không nhỉ? Mình thấy là hầu như toàn đổi những cái con khác đấy, con đấy thôi. Mày hả, Pokemon bay. Thay bằng cái con Tauros ra để. Hình như con, mình sợ con Tauros này đánh không được cái con đấy. Ờ vẫn đánh được, ngon. Được ba cái miếng gì kìa. Đây rất là nhiều Pokemon cua. Ui con gì đấy, con chuồn hôi các anh em ơi. 16 à, xấu quá. Hay bắt luôn nhỉ. Con này nhìn đẹp quá. Chết mỡ luôn. Đây cũng có Pokemon đẹp này. 52, đây rồi. Con Pokemon 52 này mình phải bắt nó nhỉ. Mày, mình muốn bắt cái con đây Zumput là con quái gì, bắt luôn nhở. Ơ chết, ấn nhầm nó chạy rồi. Thay con Scyther vào để bắt con đấy. Con này có mạnh không nhở? Tờ không dùng Pokeball bắt luôn. Mấy con này thường nó không chạy đâu. Mấy con này hiền hiền về thường nó không chạy đâu. Các bạn tin mình đi, bắt được rồi nè, bắt được rồi nè. Ôi trời, không bắt được, nó đánh lại kìa. Bật à? Mày bật lại trung tâm à? Mày thích bật đúng không? Bật thì chui vào đấy. Ừ, nó bật lại kìa. Mày bật mới win attack kìa. Ôi con này yếu lắm các bạn ạ. Không khéo mình giết nó đi thôi. Chứ nó yếu quá, thôi bắt lần cuối nhá. Nếu mà mày không chịu vào thì coi như là mày đã không chọn tao, và cuộc đời của mày sẽ. Ồ, thôi bắt lần nữa đi. Lần này á, nếu mày không vào thật đấy thì coi như mày không chọn tao, và cuộc đời của mày sẽ được không được nở hoa như ngày xưa đâu. Vào đây em. Đúng rồi. Ui, kinh nghiệm, được kinh nghiệm, được kinh nghiệm. Party là full rồi. Bây giờ nó cho về cái PC. Điều đó cũng đúng thôi. Nào. Bên nào chỗ quái ở đây. Trời, chỗ gì kia? Chỗ hay phết đấy nhở. Đang mình đang đi kiếm cái chỗ mà nó có cái Rồi mình sẽ phải bắt con Magikarp thôi các bạn ạ. Rồi sẽ có một tập mình sẽ phải bắt con Magikarp, bởi vì
và mình làm mấy cái áo có khí ở cơ thể, không biết đấy là khí ở cơ thể hay khi ở cơ thể nhỉ. Khi ở cơ thể nó vô nghĩa vãi cả nồi ra, còn khí ở cơ thể thì nghe nó hợp lý hơn, nhưng mà nó cứ sao sao ấy, mình cũng không biết. Con gì đấy, cấp 13 con xin này, cấp 13 thì lượn chưa đủ tuổi để anh bắt nhá. Cấp to to đây anh còn bắt, chứ cấp cùi quá anh bắt về bắn dương rồi, bắn PC của anh ra. Khi nào mà anh cần gọi là sưu tập Pokemon ấy thì anh sẽ bắt các chú vậy. Con gì đấy, ý con này à, con hải âu. Ui cấp 49, 49 là bố mày sợ mày quá cơ. Từ mình sẽ thay Pokemon chết gần hết rồi các bạn ạ. Charabak Thunder Fang nó, ui giời ơi, 49 thì mà yếu thế em. 49 thì mà yếu thế em. Em này nữa, 53. Trời ơi, bên 49 53 này. Ô, lại một cái con Legendary nó lại được. Sao hôm nay lại lắm Pokemon Legendary ấy, nó xuất hiện nó ta. Mình thì mình không bắt được mấy Pokemon đấy. Mình tạm thời là cái mình nói, nhiều bạn nói là cái tải, mình tải cái mà dò Pokemon đi, mình đã nói là nó đang bị hư. Mình đang chờ thằng PA Gaming nó gửi cho mình, à PA World nó gửi cho mình. Power 100 này. Power 40 này, power ghé này. Power 40. Power 100 chưa này không biết ạ, không phải là hệ lửa nhưng mà nó chỉ có 5 phát thôi các bạn ạ. Power 100 nó ngang với lại ui nó mạnh nhất luôn. Yes. Ờ hử? What? Morphelo in Elovin. Chết rồi, cái gì thế này? Rồi đây là tiến hóa anh cấp 3 đấy. Ngộ Không xuất hiện. Sợ. Cái trò này tiến hóa nhìn nó gọi là rất là mất thời gian và rất là lâu, nhưng mà nhìn nó cũng sướng mắt các bạn ạ. Đấy. Ngộ Không xuất hiện. Infernape. Mình sẽ cho con Infernape xem nhìn nó thế nào nào. Đây, đậm chất Mỹ ở vương luôn. Sư phụ! Ngộ Không! Sư phụ! Ngộ Không! Vào đây. Lợn. Ở bên mình đã có ui châu máu nhì luôn. À, châu máu thứ 3 ở trong số những con Pokemon mình đang có. Cấp 36 mà nó tiến hóa 3 lần rồi. Không biết là nó có tiến hóa thêm lần nữa không các bạn nhỉ? Ở đây cũng có mấy chỗ mà người ta cho hồi phục máu nhỉ? Đây có chiêu này. Có chiêu rồi đấy. Flabis gì? Bao 120! Vãi cả lành! Ôi phải học cái này được. Thay chiêu gì? Ui chết con! Ngựa tụi bay rồi! Đấy rồi. Lại phải đánh mấy con Nidoran này. Mấy con này thì đánh không được hay sao các bạn ạ? Hình như là mỗi lần mình học cái gì đó là mình phải đánh mấy con này. Nhưng mà mấy con đấy, ui dồi ôi, Power 120. Trời ơi, đúng là những cái thứ mà mình đang mong đợi. Mấy thằng ghẻ này. Trời ơi, Power 120. Chắc là đấy là một chiêu mạnh, thể loại gọi là mạnh nhất rồi nhờ. Bao giờ mình đi ra đại dương để mình bắt Pokemon xịn đây. Thử test chiêu này. Ờ kìa, sao không được? Đấy, Licky Tùng. Ơ, sao đánh được có phát rồi này? Ờ, làm view nó. Ơ, sao đánh, hình như một lần đánh được một phát thôi hay sao các bạn ạ? Con quái đây. Ờ, không quan tâm nữa. Con này con Rakitic hay gì này. Đánh luôn. Sơ, đẹp phết ấy. Nhưng mà như chỉ đánh được một feat thôi các bạn ạ. Ơ, đánh được thoải mái đi. Đó, ngon chưa? Quá là tuyệt vời luôn đó hả? Rồi, Pokemon thay Abok ra. Ê, đừng có giết. Đừng có giết Abok của anh nha. Abok của anh hệ điện đó. Interfere. Flamethrower nó. Chết ngay, đậu phộng. Rồi bây giờ mình không biết là mình như nào nữa. Chắc là bây giờ mình sẽ đi về đây nhở. Mình thì vẫn muốn đi tìm cái chỗ gọi là, ở đây vẫn có mấy tiến sĩ à, tiến sĩ lạc đường. Trời thì tối rồi, mình ở đây có rất nhiều than đây rồi, mình cũng đang cần than nữa. Tiện đường công tác thì mình sẽ góp nhặt một ít than để có gì về còn tập sau đun đồ đun điếc đó, mình có rất là nhiều đồ luôn. Bây giờ mình vẫn phải muốn đi đến cái chỗ đầm lầy các bạn ạ, để làm cái máy đập mà để đánh mấy con Pokemon nhảy nhụa đấy, để kiếm mấy cái đập để đi đập mấy cái quả cầu ấy để đỡ phải kia cho mất thời gian. Ui giời, đây nhiều than lắm các bạn ạ. Có cả mỏ gì đây, silicon hay gì ấy. À, Crystal này học chiêu, cũng dùng để học chiêu hay mua đồ gì á, cho nên là mình cũng lấy nhiều nhiều tí.
Sao từ sớm mà có cái con có học có chiêu học thì cần mất Chris Vito nhỉ, có chiêu học mà chả mất cái gì, sướng vãi cả ra. Mình không hiểu lắm, đôi khi cuộc sống nó đưa cho ta những cái điều mà ta không biết. Gỗ đây, mình sẽ làm một cái đuốc để cho các bạn nhìn, không các bạn lại chửi mình thằng này lại không cắm đuốc cho anh em xem rồi. Đó, 32 đuốc này, mình là chuyên gia mù nhá, cho nên các bạn đừng có mà nói mình mù nữa, mình buồn quá. Mình biết cái vấn đề, mình biết rồi. Cái gì đấy? Sapphire. Sapphire đồ chắc là cũng khí ở cơ thể đây. Gen khi ở cơ thể, đúng là khi ở cơ thể là sao nhỉ? Khi ở cơ thể gen, gen là khi à, gen là khi đúng rồi nhỉ? Tại sao lại là khi ở cơ thể nhỉ? Phải là khí ở cơ thể chứ, nghe nó còn hợp lý, tại sao lại khi ở cơ thể ta? Mình không hiểu lắm mấy cái vấn đề đấy nhá. Khổ lắm cơ. Rồi đấy. Lấy một ít này nào. Rồi lại tối trở lại rồi. Bây giờ mình sẽ đi lấy thêm than để về nhà đun các bạn ạ. Mốt là máy đập này cũng cần phải có than để đun nữa. Khi nào mình có đủ tài chính thì mình sẽ đi bắt huyền thoại. Căn bản là giờ chưa biết cách để bắt huyền thoại như nào đây. Khi mà game xoay nó không hoạt động thì bắt huyền thoại như nào đây? Muốn đi bắt huyền thoại cũng khá là mệt đấy. Chắc là đi tìm đến mấy cái chỗ kia tự động nó sẽ có nhỉ. Ví dụ như dây qua da đấy thì mình sẽ đến mấy cái chỗ gọi là hoa hướng dương để mình bắt cái con dây qua da. Được không nhỉ? Chắc là hợp lý đúng không? Rất là hợp lý luôn. Một phong cách cực kỳ vũ lít. Ok. Được của nó đấy. Các bạn nhỉ? Đó. Ô sờ mông. À nhầm ô sờ kê. Cứ thích sờ mông sờ má gì. Đậu phộng. Quả trứng đây này. Nên nó cho quả trứng à. Hay vãi. Nhạc lại bắt đầu nhạc Võ Lâm Truyền Kỳ ấy, nổi lên rồi. Cái mod này lúc thì nó cho nhạc này, lúc mình cho nhạc kia. Đôi lúc nó cho mấy cái nhạc mà chả hiểu cái gì luôn. Thế mới hay chứ. Ok. Đấy, bắt đầu nhạc chiến rồi đấy. Chiến binh á, hỡi các chiến binh, hỡi các thủy thủ. Chúng ta còn chần chừ cái gì nữa mà chúng ta lại không bước lên một bước nữa? Chúng ta lại không sát cánh bên nhau để chiến đấu. Không phải hôm nay thì là ngày nào. Chúng ta cần phải luôn bên cạnh nhau và luôn cùng nhau chiến đấu. Vâng, thưa các bạn. Bây giờ thì mình nên đi về. Hơn một stack than rồi. Mà nhà mình chỗ nào ta? Cũng đi xa xa đấy. À quên. Đây. TP về nào. Ok. Bây giờ thì đồ đạc của anh thì quá là tuyệt vời luôn. Như các cậu thấy ấy, là đồ đạc của mình nó quá là tuyệt vời luôn. Có quá nhiều đồ ở đây. Ngủ một giấc đã rồi tính sau. Sau cái con mấy con Pokemon đại dương ấy, cái gì tay ấy, cứ lấy kìa. Đấy. Ngủ ở đây là đặc đặc biệt là an toàn. Pokemon 52 này không biết nó có skill gì nhỉ? Thay tạm con này đi. Vì hiện tại mình cũng chưa biết sử dụng UAB, mình có quá nhiều cầu này. Mình không biết để làm gì nữa trời ạ. Đấy, lại thêm một đống cầu nữa này. Đây. Rồi chả biết cầu kiếc để làm quá hay nữa. Có quá nhiều cầu rồi các bạn ạ. Cái này thì có thể làm dùng làm đít cầu được, mình biết cái đồ đấy rồi, nhưng mà mình thích dùng nó vào một số công việc khác hơn, bởi vì cái này ấy, nếu mà làm đít cầu ấy thì nó chỉ làm được ba cái thôi phải. Để mình xem có đúng không nhá. Làm được cái tủ lạnh này, cái tủ lạnh này thì công dụng nó làm gì nhỉ? Đít cầu đâu nhỉ? Đây đít cầu chỉ làm được ba cái thôi, còn sắt thì làm được 5 cái đít cầu cơ. Ok, và đã đến lúc rồi, mình sẽ dừng tập này đây nhá. Và nếu các bạn thích cái series này thì các bạn đừng quên bỏ lại một like và đừng quên chia sẻ video cho mình nhá. Nếu tập này được 4.000 like thì tối nay 7 giờ thì mình sẽ up thêm một cái clip nữa cho các bạn xem. Cho nó thỏa lòng trông mong, ok chưa? Còn bây giờ thì đã lúc mà mình phải xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những tập sau. Thằng nào đấy? Mấy thằng ghẹn, thằng cởi chân này. Bye bye mọi người nhé. Từ từ cầm này cho ai. Đấy, tạm biệt anh em. Bye bye.